Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre có chiều dài 17,6 km. Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm, nút giao giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870, thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối tại km 16.660 quốc lộ 60, cách mố phía bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án, hiện nay, các nhà thầu tại công trình xây dựng cầu rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đang tăng tốc thi công khi có mặt bằng sạch. Phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, đến nay việc bàn giao mặt bằng đã đạt được 17,23 km trên 17,6 km, tương đương gần 97%. Trong đó, phía Bến Tre bàn giao được 9,65 km, đạt 100%, phía Tiền Giang bàn giao được 7,59 km, khoảng trên 95%. Dự án được chia làm 6 gói thầu xây lắp, đã được khởi công và dự kiến hoàn thành vào cuối 2025. Đến nay đã hoàn thành được tổng giá trị sản lượng hơn 1.600 tỷ đồng trong tổng số trên 3.302 tỷ đồng, tương đương 48,44% tiến độ dự án, tổng thể cơ bản đáp ứng theo kế hoạch. Riêng phần cầu chính rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ, phần đường có chậm cục bộ do một số đoạn tuyến được nhận bàn giao mặt bằng trễ và một số đoạn phía tỉnh Tiền Giang đến nay chưa được nhận bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vào tháng 12 năm 2022, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu và bộ phận tư vấn giám sát thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, chỉ đạo đơn vị thi công, tư vấn tranh thủ thời tiết thuận lợi làm 3 ca, 4 kíp, tăng mỗi thi công để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời nghiệm thu chặt chẽ khối lượng thi công hoàn thành và thanh toán theo quy định, điều chuyển khối lượng và xử lý ngay nhà thầu yếu kém gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, hiện các nhà thầu đã huy động đầy đủ nhân lực, vật lực tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ dự án để kịp hoàn thành vào cuối năm 2025. Do đó, phần cầu đã thi công xong 3/6 cầu, còn 3 cầu đang triển khai. Phần đường đã triển khai được 13,74 km trong tổng số 14,07 km. Thời gian qua, dự án đã xây dựng các quy trình quản lý chất lượng vật tư, vật liệu. Trong quá trình thi công, dự án được tư vấn, giám sát, quản lý rất chặt chẽ. Một số trường hợp nhà thầu vi phạm sẽ xử lý để không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, dự án hiện cũng gặp một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Cụ thể, phần đường thuộc tỉnh Tiền Giang, thuộc gói thầu XL01. Phạm vi dự án đi qua khu vực thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, theo đường tỉnh 870. Mặc dù địa phương đã nỗ lực bàn giao mặt bằng thi công cho dự án, tuy nhiên thực tế đến nay, tình trạng mặt bằng để thi công chưa được liên tục, đặc biệt còn 290m, không liên tục, tại khu vực nút giao với quốc lộ 1A, dọc đường tỉnh 870 và ngã ba trại rắn Đồng Tâm, trong đó có 60m xử lý nền đất yếu. Bên cạnh đó, việc chậm di rời hạ tầng bao gồm điện, viễn thông, đoạn đường mở rộng hai bên đường tỉnh 870 cũng gây khó khăn cho việc đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện nay, vấn đề cấp bách cần có đường ra vào tiếp cận thi công từ đường tỉnh 864 đến phạm vi thi công mố A2 cầu Xoài Hột gói thầu XL01. Tuy nhiên, tại vị trí này còn vướng một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, phần cầu dẫn bờ Tiền Giang thuộc gói thầu XL03 chưa nhận đầy đủ mặt bằng, còn khoảng 120m chưa bàn giao và bị khó khăn, hạn chế đường tiếp cận đến vị trí thi công cho 1/2 gói thầu nằm trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Để đẩy nhanh tiến độ dự án cầu rạch Miễu 2, thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang hỗ trợ sớm triển khai di rời một trụ điện cao thế, 28 trụ điện chung, hạ thế và bàn giao toàn bộ 0,41 km không liên tục phần mặt bằng còn lại để đáp ứng tiến độ thi công cũng như thời gian hoàn thành của dự án.